Mới về hàng nha, cái này loa 7 cm, lỗ ốc là khoảng 9 cm đó. Con này nó có hộp sẵn luôn nè, vừa có hàng cũ mà vừa có hàng mới nha, nhưng mà hàng cũ ít lắm. Trời thu buồn lắm, nó làm center ơi ơi, gió bay trên này của Việt Nam sản xuất, này là 500 từ neo. Thời gian bao chuyện nắng này là có cái lớp lưới chống bụi nha, do chưa cắt dây nên là đâm hơi khó. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em này, không có tiếng mát nha, chỉ có tiếng che tiếng mít rồi.